Nhi xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi nha. Mấy lần trước Nhi toàn là vừa chào vừa đi, vừa chào vừa nhìn đường vừa đi, cho nên là các cô chú khán giả có góp ý là Nhi nên nhìn thẳng vào mắt camera chứ đừng có vừa đi vừa nhìn dư đất hay nhìn trên trời, nó không có nhiều thiện cảm. Cho nên là bây giờ Nhi cố gắng Nhi vừa chào vừa nhìn vào camera. Bây giờ là 5 giờ sáng cả nhà, trời cũng nhìn thấy rõ được cảnh vật rồi ha. Lúc nãy là Nhi đến chợ vào lúc 5 giờ kém, nhưng mà Nhi chờ dì đến thì bây giờ dì đã đến rồi. Thì hôm nay Nhi lại quay một cái ngày mà Nhi đi chợ phụ dì bán hàng nữa nha. Và một ngày hôm nay rất là đặc biệt, Nhi mặc một bộ trang phục của người Chăm Ba để đi bán chợ Chăm Ba luôn. Một bộ trang phục nhìn rất là nổi luôn ha cả nhà, màu đỏ với họa tiết thổ cẩm nha. Bây giờ Nhi sẽ vào gian hàng của dì. Chúc cho cả nhà mình một ngày mới làm việc thật là nhiều vui vẻ và nhiều năng lượng nha. Nhi tới được gian hàng của dì rồi nè cả nhà. Dì đang bắt đầu dọn toàn xong chứ gì? Đây dọn con à. Dạ. Giờ ở trong cái khu chợ vẫn còn tối ấy, nên là Nhi bật đèn led chút. Hôm nay có đu đủ nè, rất là nhiều đu đủ luôn. Giờ Dượng Vương đang sắp thêm rau củ ra. Hôm nay Nhi đi có một mình thôi nên là Nhi phải tự cầm máy quay luôn. Mới mở đổ lắm em ơi. Rồi cô đổ bị cằn ở đó Nhi. Dạ. Lấy dao này con, lấy dao cắt cái miệng bị. Dạ. Dao biến nha con nha, đừng đứt tay. Bị nó gì? Dạ. Khổ quá. Dạ. Con lấy đồ em. Từ rau 3 cái ớt, 3 cái ớt hả gì? 3 cái. Dạ. Cải đâu chị? Ớt bữa nay đẹp ghê ha. Ớt đẹp con. Bị ra hết luôn, để lát nữa bây giờ mới 5 giờ mấy à, mấy cô chú chưa có đến đây nhiều để mà chị bán Ho sỉ ít cả chị Ho. Dì cũng như là chủ yếu là bán sỉ là nhiều chứ bán lẻ thì ít lắm. Nhắc tiếng nữa là 5 giờ rưỡi 6 giờ là mấy cô chú tới dự nhiều lắm. Đã đi đổ phân dịch cho cố rồi đó. 6 núi ớt luôn. 6 thì giờ đây rất là bầu 8.000 em. Dạ. Thì nó có một giá em muốn lấy nào lấy. Dạ Nguyên giờ này chưa thấy không? Cái ba hồi nãy mình mới đổ bỏ qua đâu ta? Hả? Đấy, em lấy cái nào lấy em? Sao bao đổ hết rồi con? Nãy mình có cái bao đổ khổ qua á. Chính cho em mượn lại cái bao nha. 7 nha. Qua cái xe của gì vậy lấy tắm con. Đổ cà pháo còn cái này để đây từ từ. Nó hết rồi mình đổ nữa. Cà mỡ nha. Cà mỡ. Đây con nè. Bán cái này mình cứ lụm cái xếp liếc rồi con. Ngô Nguyên bị. Bỏ hành ra cho đây con, bỏ hành ra đây. Cho đây nè. Lấy đồ em chiền. Hả? 6.000. Chị bán đồ không có khách đâu. Đó bị đây. Hả? 12. Em có trả mất công mà chuyện à, chị bán đồ thì đâu thách đâu. Bị này em. Vậy mình chưa mở
Bị đậu mình đổ trên trên đây nha con nha. Bầu 8.000. Dạ. Của em đây hả? Em cứ tập trung một chỗ rồi chị Nga tông cho. Đó một miếng hả con, một miếng. Dạ. Có ấy thì đi về. Dạ. Dạ. Bị này em. Bầu này em nè. Năm hồi nãy mấy bị bầu năm. Con tưởng hai bị, con để hai bị, bây giờ gì lấy cái nào gì chỉ lại con xách qua cho. Cảm ơn. Mai mới có cảm ơn. Một trái. Dưa leo không? Có dưa leo đẹp lấy không? Ba ký rưỡi qua. Rồi bỏ xuống. Đi vào đây. Lấy bị bầu muốn không à, thì cái đây là tùy nha, em muốn lấy cái nào em lấy nha, chứ chị biết không. 4 hành. Chị có lửa không? Bị giá để đó. Bị giá là tính chung vô đây luôn hay là sao? Không phải, em lấy riêng mà. Là em lấy bị hả? Chị ngang bị nè. Đó. Một bị. Quăng vỏ ra sau con, quăng. Cả đẹp lắm các bạn ơi. Cái này con đổ bị đậu vi dùm gì nha con nha. Thôi chờ mấy giờ lựa xong á cho nó trống trống á. Chị Nga không có 2.000 lẻ nữa chứ. Cũng không có 5. Con lấy thêm bầu á. Múc lát nữa. Đậu đẹp rồi không Nhi? Dạ. Đậu đẹp. 18 em. Đâu, cho nó chanh dương. Quay cái đồ hương đi, cho tao ngồi tao lột gì vậy. Mai mốt cái... Ủa gì lấy cái này về cho heo ăn không? Cho dê ăn hả? Dê cái gì nó cũng ăn phải không gì? Rau gì nó cũng ăn hết mà. Sau này già hết làm rẫy rồi ngồi mở ra nói này kỷ niệm hồi đó là bán hàng cứu Nga nè. Đó, sáng cái xuống bán đồ cho nó cái ngồi lặt gì này rồi nó mới cho đi về. Hai gì ngồi lột nhanh ghê, em mới đây mà xong hết hai bao rồi. Lột nãy giờ. Nhanh đó. Ủa cô này là cô dâu hả? Cô dâu á. Dâu có mùi lá ha. Cô dâu mình á. Bỏ lên lăn lên. Dạ. Dì Hạnh đó hả? Dạ. Cái gì em? Dạ. Lắng. Cà mỡ 8.2 kg, bầu 6.2 kg. Cà mỡ 8.4 kg lận mà chị lộn người 8.2 kg luôn. Hồi bữa mà chị có gì đi ăn, bạn thân của mẹ chồng như tới cái máy nữa lấy mày 10.000 á. Chưa có ghi nha, bây giờ chị. Bữa gì chủ mẹ chồng con đi nhảy đầm đúng không? Mẹ chồng con không thích nhảy đầm, thích uống cà phê à. Ký 2. 2 ớt. Rồi chị Nga qua giờ em hốt hút quế. 3 gram hả gì? À, đất sở quên cho đất sở. 4 cải. Dạ. Hả? Lúc về chị sẽ lo tăng ký và tính tiền nha. Dạ. Nhi thì lo mấy cái rau củ này. Cái gì chị? Ra cho mấy gì ngồi lựa. Đậu đó 22. Đậu 22. Cà rốt chị tính. Đậu bữa nay đẹp mà. Su mấy gì đang ngồi lột thêm. Su tôm bù tao quên dán mẹ ra. Đây, bạn thân của mẹ su. Chồng Nhi ngày xưa đi. Su lấy 6. Cũng là cô cũng một cái. Mình nuôi 5 người con hả?
Rồi rồi chị Nga qua giờ. Năm rồi con giỏi ghê luôn ha. Dạ cô bị rồi có rồi. Con của cô ai cũng có bị rồi đó. Thành tài hết rồi. Cũng có nghề lấy có chanh không lắng, lấy chanh hành tây lắng. Bị vậy đó em lo. Chị Nga qua giờ mở. Giờ chị tính nhẩm nhanh lắm cả nhà. Tính không còn máy tính mà tính lạng lạng, tính tiền lẻ nữa. Mà tính nhanh lắm còn như ngồi như tính. Năm nữa. Xong. Mình không có làm quen á. Một chanh. Cho nhường nhường cho em này. Rồi hai cái mốt nữa em. 14. 2 cái 8 đao. Bây giờ là mấy hàng bây giờ trong chợ là lắng như là mấy hàng rau củ đồ 5 là đã bị dọn hết rồi. Mấy cái hàng đồ ăn cũng dọn rồi. Chỉ còn một vài hàng thịt cá là chưa có dọn thôi. 1 cái 7 rớt. Dọn đông rồi cả nhà. Rớt. Náo nhiệt. Cái 9 xu. Mới có 6 giờ sáng thôi mà mọi người trong chợ đã hoạt động rất là tấp nập rồi. Mấy bữa đó cái bà Năm cho chị rồi từ từ, bà xuất bà lên giờ. Rồi giờ về chở cái bao rau củ đem về cho dê. Chờ chút đi chị, có khách đâu mà trả. Đi bán chợ. Thúy ơi, cà pháo 9.000 em à. Bữa nay chị mua lên 1.000. Bầu 8 bạn. Không, bữa nay chị mua lên 1.000. Làm nghề bán rồi đâu thời gian mặc áo đẹp đâu phải không chị Nga? À. Ăn mặc sống sức. Em mặc đồ xấu có mà chiên cám, chiên gạo, chiên bắp, chiên đồ á. Bây giờ có tiền cũng muốn mua áo đẹp, đâu có thời gian. Ăn là cái cắm đầu vô cái công việc không? Công việc là em tới 10 giờ rưỡi em mới mặc đồ rồi ngủ là ngủ luôn em. Ủa, bé mới tới 10 giờ rưỡi đêm nữa hả? Ủa sao không lấy quế hả Thím Nga? Lấy xuống nhà lấy rồi, cô cháu con mình không cho tôi ghét được. Qua nó xuống nó lấy mà. Ở giờ trái nước 3 ký 18 chị. Cái 2 là 8 ngàn chị nè, 8 ngàn. Kể nó mà cho 1 ngàn nữa cho nó mong. Luôn lấy ủ qua em, 11 luôn. Của chị... 8 ngàn. 8, dạ, 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 12 chị, thấy chị 12. Rồi 3 ký mốt chị. Hả? Trời ơi, nãy giờ 2 giỏ cà luôn, đổ ra ta lấy hết. Ủa gì là 3 cân lên, bao nhiêu ký chưa? 3 ký cân rồi con. Giờ mua giờ cúng hả gì? Hay gì ăn? Đó, mấy cái bị con sách con để qua cái góc đây nè con à. Đi tập mua bán chưa cho khổ không biết nữa. Khổ lắm con à, làm khổ 18 chị. Dạ, nó tập lên nó bán như gì. Cho nó quen dạ rồi mai mốt nó mở cái sạp nó bán. Cho khổ à. Kệ nó, nói chung là cái nghề gì mình cũng tập hết. Cho nó biết. 6.000 em à. Lỡ sau này mình bị mất cái nghề này thì còn nghề khác phải không con? Dạ đúng rồi. Nghề nào cũng sống được. Nghề nào cũng biết hết. Hai trái đó con bỏ ra ngoài đóng đi. Bây giờ mình sẽ sắp xếp lại gian của mình để chuẩn bị bán khách lẻ nha cả nhà. Đó vậy đó. Bán cái này mình cứ ngồi mình dọn miết vậy con. Người ta lựa qua một lần để mình dọn lại. Chứ nhìn nó lộn xộn khó chịu. Đặc biệt con để ý mấy cô chú mà bán ở trong Sài Gòn hay gì. Bày hàng đẹp lắm luôn á. Ngang nóc mình cao lên. Cái hả người lựa qua cái xong bắt đầu mình dọn lại, cái người lựa mình dọn lại vậy đó.
Dạ. Lấy cô trái thơm con. Nó nói bệnh. À, chị đi ngày còn ngày qua là chị bán nhưng mà bán giờ sớm. Nó mặc cái đó nó ngồi được chứ. 35. Còn em á, khó ngồi em. Thôi, Liên, ở đó giờ mày thấy có ai bán rau hành mà đào tạo học viên không? Đây là chuyện lạ có thật đúng không? Chuyện lạ có thật. À. Bị vàng bị xanh không mấy gì này, mấy chị này là lấy bán lại á. Rồi con ngồi vô. Cái này là ai mua bí á, xong cái con lấy cái giá này con mất cái hộp. Dạ. Cái hộp bí ra. Ai mua đồ nấu chua nha, nấu chua là mình cho cái đồ nêm đây. Dạ. Còn tất cả cái thứ nấu canh này mình cho hành ngọt. Chỗ đây còn trống có để cái đó gì xị bí bỏ vô con. Cái xị bí cái này mình để đây con có trái tay không? Dạ không con sắp sắp bí lên, sắp bí lên chỗ đó. À sắp bí lên cấm mình có lấy luộc luôn không? Không gì? Con để từ ta mua rồi nó tính từ rồi lấy đi. Bí bự bí đẹp. Đẹp quá đẹp luôn. Con. Cái gì không có tiền lẻ gì hết gì? À. Sập tiền lẻ luôn. 8 lạng. Lấy hết luôn hả chị? 18 ngàn con. 18 ngàn. Có hết tiền lẻ luôn không? Điểm có 20 đỏ không chị Nga ấy nhỉ? Có mà đỡ đây nè. Đỏ giùm chị Nga 20 đi. 3 ký. 1 ngàn, 2 ngàn đỏ liếm. Đưa cho cháu em. 18 thôi gì 32 con à. 32 con, 32. Không có 10 ngàn luôn gì. 20 không à. Điệp em đưa cho chị Nga 10 ngàn nữa, cháu nó đưa em lại 42. Có 2 tờ 10 không? Liếm. Đây, cho Nga 2 tờ nữa. À, giờ thiếp á. Giờ. Đây gì, cảm ơn gì. Ủa em có lấy u hoa không điểm? Bao, bao nữa em, bao. Sao lấy em? Gì lửa cái gì? Sao ra ngoài lấy giùm chị? Gì? Dạ, bị đau trước á gì? Dạ, cháu. Dạ. Quan trước lửa gì vậy? Lấy gì? Bữa nay đi chùa cúng bữa nó là hết luôn hả nè em? Người Chăm người ta cúng luôn con, cúng lắm. Con ký 8 ngàn một ký con. Dạ 2 ký 2. 2 ký 2. 17 ngàn gì? 21 thói cho gì ngàn con. Thói gì ngàn. Rồi cái này để gì con, gì ghi giấy cho. Thấy cho gì kia ngàn á. Em vô đây hả? Em lấy gì thêm không? Dạ, dạ 15 á gì? 15, 15. 15 gì? Con đâu có thách đâu gì? Cái này 2 ký 4 này gì? Thả lửa bỏ bị rồi, không lẽ lấy lại. Thôi kệ bán đĩa cho gì đó. 2 ký 4 hả con? Dạ. Bỏ vài trái nữa 2 ký rưỡi cho nó dễ em. Con vét vét cho gì chị bán con à. Cho 2 cái nữa. Ờ 8 lạng. Bỏ đúng 1 ký em. Liên lấy bầu bán hả Liên? Ký mốt
bỏ ra bớt về cái. Con ký giá con. Dạ. Lấy trái luôn hả gì? Lấy trái lớn hay trái nhỏ vậy? 96, 15, 50, 02 1, 2, 3 em. Trái này chính là gì? 12 em à, cái này đưa chị Nga 11. Tháo lại cho chị đây 10 ngàn con. Chị Nga đâu có thắt ra tiền. Lấy bị xanh con, lấy bị xanh. Thôi chị lấy 10 ngàn. Con dòm 5 kg giùm chị. Dạ 5 kg rưỡi thôi gì. Dạ, ủa dạ, giác chút con, giác chút. Hai ký hả gì? Em lấy ra bớt. Chị Nga có thắt đâu, chị bỏ sỉ là đã 22 rồi. Chị bán lĩ, đáng lĩ lên ngàn mà thôi chị cũng lấy em vậy chứ. Có gì ngàn con. Mở cú đấm thép tivi á em. Về gặp ai gì cũng quảng cáo cú đấm thép. Quảng cáo cho cả chợ xem kênh cú đấm thép luôn. Cháu mình mà được người ta yêu mến á mình mừng lắm con. Dạ. Con cháu mình ai gì hết mà được người ta yêu mến là mình mừng lắm. Hồi bữa vô chùa làm công quả. Đi mấy ngày chứ không con hả? Dạ đi 3 ngày, tính ngày đi xe nữa là 4 á. Ừ. Đi từ bữa 12 tới 16 mới về phải không? Dạ. Vì coi ra. Dọn gì á, dọn gì thấy cái hàng nó đẹp. Mấy hôm mà chợ mà chưa có dịch đó con, là bắt đầu giờ này người ta đi mua đông lắm. Dạ. Mua là mình bán tới trưa luôn. Còn bây giờ chợ đi lưa thưa, ít người đi chợ. Ủa sao bữa nay gì không lấy đồ hả? Sáng đâu thấy gì tao lấy đâu. Gì là làm đủ trong một bữa đó thôi. Còn bữa nào mà thấy đồ ở nhà đủ rồi. Gì lấy đồ ở nhà gì bán luôn hả? À đồ nhà gì là chủ yếu. Còn bữa nào thiếu cái gì thì gì lấy thêm chút đỉnh thôi. Nhiêu? 12 mấy người ta lấy canh sáng, ta đi, ta bán ở chợ là ta lấy đi mình ghi đây. Giờ rảnh là mình ngồi mình tính. Dạ. Lát là ta tóm ta trả tiền. Dạ. Hả? Dạ đúng rồi, ở về trong này. Đẹp không? Dạ. Đẹp không? Hả? Dạ. Dạ. Bữa nay không quay hả? Dạ có quay. Có quay. Con quay thịt heo thịt gà. Dây lơ bí đấy gì? Dạ. Đồ rau cái gì? Dạ. Điệp gái đó rồi. Ý chăm là ý đỏ hay ý trắng? Ý trắng còn ý trắng là ý đây. À. Dạ. Dạ chùm tươi hết rồi, vậy lấy nhiều không? Lấy ý nhiều không? 5 ngàn con. 5 ngàn con cho bà 3 lạng. Dạ. Bán ở chợ của đồng bào Chăm thì mình phải mặc áo Chăm đúng không? Có đúng. À. Dạ chưa gì. Tháo cho bà 45 luôn không? Thôi lại 45. Bữa nay gì không có bán hay gì? À dạ, mua gì thêm á? Hết tiền lẻ rồi gì? Hết tiền lẻ 45 luôn không? Chùm tao con hết hả? Một đống cải, đống chùm tao bán hết luôn.
Chị mua rau ơi chị. Gì? Tao mua gì mua chị ơi. Nãy cà chua là bao nhiêu gì? Cà chua là 5 ngàn một ký con. 5 ngàn một ký. Bây giờ về nói quan lần thử coi con. Đu đủ 5 ngàn một ký. Bí hồ lô 10 ngàn một ký. Vì nói theo số thứ tự nha, từ trên xuống dưới nha. Cà mỡ 6 ngàn một ký. Chanh 18 ngàn một ký. Mình lấy 1 ngàn một trái nhỏ ta. Trái lớn thì 2 ngàn. Bí đao. Bí đao hồi nãy mình bán lĩ 7, bây giờ mình bán xỉ. Mà nãy mình bán xỉ là 7. Bây giờ mình bán lĩ là 8. 8 ngàn một ký. Tự mình bán lĩ là mình phải bán lên hơn bán xỉ 1 ngàn. Ớt 30 ngàn một ký. Ớt 30. Rồi bây giờ con đọc từ trên xuống dưới coi con nhớ tới đâu rồi. 5 ngàn, 10 ngàn. Dạ. 7 ngàn. Dạ. 8 ngàn. Dạ. 30 ngàn. Dạ. Cà mỡ là 6 thôi. Cà mỡ là 6, cà này là 8. Cà này là bán lĩ 10, hồi nãy mình bán 9, bây giờ mình bán 10. 10, cái này 6. Ừ. 5 ngàn, 22 ngàn. Dạ. Bi đây, 8. À, cái này cũng 5. 5. Đây. 12. Dạ. 12. Cái này cũng 12 luôn. Dạ. À. Cái này 20. Cái bầu là 7 ngàn một ký. Dạ. 7 hay 6 cũng được, bán cũng được. Xu. Xu là 7 ngàn. Xú 10 ngàn. Dạ. Thảo 8 ngàn. Xả 10 ngàn. Dạ. Cà rốt. Cà rốt. Cà rốt 12. Dạ. Thơm 12. Rồi đọc lại. 12 này 12, 12 khổ qua 12. Cà rốt 12, thơm 12. Dạ. Cái bầu 7. 7 ta 7. Số xuống 10. Dạ. Bắp hạ là 8. À. Xả. Xả 12. Xả 10. Xả 10. Là món nó được 7 điểm à, chưa được 10 điểm. Còn cái tỏi này gì? Tỏi là mình bán lạng ra là 10 ngàn một lạng. Dạ. Còn mình bán ký là 80 một ký. Rồi bây giờ ai tới mua là gì không có nói giá để con bán thử cả nha. Dạ. Để đúng không? Bán vài lần nó quen. Vì hẳn á, bán á, là vì phải ghi giá trong cái tờ giấy á. Rồi, ai mua đồ từ từ coi giá, từ từ coi giá. Xong bắt coi xong. Xong cái cân xong rồi cái một ký thì nó dễ tính. Còn ta cân ký 2, ký 3 rồi có cái số lẻ á. Hay từ từ tính á, từ từ tính á. Tính xong. Cười lâu quá, cái ta la. Bây giờ mình có giỏi cỡ nào con mà khi mà mình máu vô mua bán á, mình cũng không có tính nhanh được. Yeah. Mình cái đầu mình nó chưa có lanh được á. Yeah. Còn mình bán quen rồi cái mình tính nó lanh. Yeah. Nó lanh tính nhanh đó, mình cân lên cái mình như nó hình dung cái số tiền ở trong cái đầu mình luôn vậy á. con đè sát xuống là nó mới ra hết rồi. Cái gì lấy cho. Gọt hả chị? Để đây gì gọt á. Rồi lấy gì lấy thêm hả chị? Lấy thêm em gọt cho. Con đi cái miếng nào cứng cứng á cho gì? À miếng đó con. Đây à. Đã, cứng đó con. Cứng chị, cứng. Cứng gì? Đưa cho gì coi thử. À, chị làm rau chua phải không? Rau chua chị phải lấy trắng. Lấy đủ xanh á. Đó, mấy miếng đó. Lấy 2 miếng hay gì? Đó, miếng này lấy gì? 2 ngàn cũng được. Bọc nhỏ con, bọc nhỏ ơi. Bọc vàng nhỏ. Đó.
gì? 30 bò. 30 kg. Hả? Lê Thị Nhi. À. Giờ thiết. Dạ. 10.000 cân 3 lạng giá con. Hả? À, ý là mình bán cái chợ của đồng bào Chăm thì mặc đồ Chăm cho nó đẹp. Cho nó hợp, cho nó hợp nữa. Chà trộn vô gì. Chị con một tí dưa leo hả chị? Nhiêu đó. Dưa leo 8 lạng. 8 lạng. 10.000 nè. Bây giờ khách cũng đổ rồi cả nhà, cũng gần 8 giờ rồi. Ở chợ này thì khoảng tới 10 giờ là bắt đầu dọn dẹp rồi, cho nên là họp nhóm, họp chợ sớm lắm cả nhà, với lại chợ cũng nhỏ, bán trong làng cho nên là bán nhanh lắm. Muốn đi chợ này là mình phải đi sớm, mấy hôm trước là như đi dắt 9 giờ mấy là thấy là hết đồ để mua rồi. Nên là giờ cũng vắng mấy cô chú đi chợ đó. Mà như để ý nha, chỉ toàn là mấy cô đi chợ, không có chú nào đi chợ nha. Có chú bán thì có. Không, chú người bán hàng thì không có chú nào rỉ bằng chú này. Hôm bữa trước nha, Nhi có quay video bán ở chợ thì cũng có vài cô chú nói là sao không tìm cái công việc nào tập làm chứ ra ngoài chợ bán chi. Biết sao không, cả nhà, là cái công việc đầu tiên khi mà Nhi ra trường đó là nhân viên kinh doanh, cho nên là Nhi rất là thích buôn bán luôn, rất là thích ngồi bán, nhìn người này mua người kia bán á cả nhà. Kiểu như hồi đó mình làm nhân viên kinh doanh cũng được mấy năm á, cho nên là mình nhiễm, rất con rất là thích ngồi bán hàng luôn. Thì vì nói giá cái qua cái con nhớ liền. Dạ. Bên có 1-2 món. Mà may là có gì ở trong nhà là gì bán ở ngoài chợ, cho nên là mình theo ra mình học, mình chơi luôn. Chứ nếu như mà không có quen ai ở ngoài chợ thì mình khó làm những cái video như thế này lắm. Rất là cảm ơn dì đã hỗ trợ cho Nhi làm những video bán ở chợ. Lát nữa kết thúc video Nhi sẽ đi chợ mua đồ ăn trong nhà nữa cả nhà. Giờ này chắc chợ cũng vắng rồi cho nên là... Giờ này nó vắng xíu, cái cỡ 8 giờ nó đông chút nữa. Yeah. Rồi bắt đầu nó tan dần luôn á con. Chứ gì không ăn sáng cái gì? Ăn chứ. Từ nào gì ăn? Từ gì ăn trễ lắm. Dạ. Làm xong rồi mới ăn. Dạ. Con đói bụng chưa? Dạ chưa đâu. À. Giờ gọt cái này bỏ cho cái gì đó về nấu công trình á. Mình làm xong cho người ta ra mình ăn. Nhi xin phép kết thúc video ở đây luôn nha cả nhà. Video sáng giờ Nhi quay cũng khá là dài rồi. Hôm sau thì Nhi sẽ tiếp tục lại lên theo về chị để mình buôn bán cho nó lanh lẹn hơn nha. Cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình xem hết cái video này. Nhớ để lại cho Nhi một cái like nha, một cái đăng ký kênh nữa. Còn một cô chú anh chị nào thích những cái nông sản giá rẻ mà tươi ngon ở Ninh Thuận thì để lại bình luận bên dưới. Có gì nếu như mà sau này Nhi có điều kiện, Nhi sẽ mở một cái sạp bán nông sản online ship cho các cô chú anh chị nha. Giờ thì bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những video sau.